Vâng, người Melo xin mến chào toàn thể các bác nhá. Thì hôm nay ngày thứ 7 buổi chiều thì em vừa lắp một bộ dàn ở Vân Canh, Tây Mỗ. Về thì cũng ra cửa hàng thì cũng được cái tiếp đón rất nhiều các đoàn khách đến cửa hàng Nhung Minh Auto. Đấy, một video ngắn em review các bác thì trong buổi không khí sôi nổi trong buổi chiều hôm nay thứ 7 thì hàng luôn sẵn các bác nhá. Đây, kho hàng bên Nhung Minh thì địa chỉ em trông thế này thôi, các hàng thì rất nhiều cho các bác anh em. Từ sản phẩm vang này, đẩy công suất này, rồi là loa rất full mã cho các bác nhé. Hôm nay có thể nói là tí nữa em lại đi lắp một bộ nữa ở dưới Trưng Mỹ, bộ 33 triệu, tổng này em lắp khoảng 3-4 bộ. Và trong tuần này như em báo hôm trước rồi, em đã xong xuôi việc thì sắp tới em sẽ có một bình quân một tuần em sẽ live stream khoảng 2-3 buổi phục vụ các bác anh em. Và ngày mai về rất nhiều mã nữa vãng bãi thì ngày mai sẽ quay cho các bác phục vụ các bác nhé. Em ghi hình cho các bác một số sản phẩm thì vẫn ưu đãi ra tốt, như các sản phẩm như lương tiếng TD, các bác lưu ý nhé, sản phẩm này số lượng có hạn, em về được 50 bộ thôi. Đây là các bác có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ nhé, em bán vãn khoảng mất nửa lon rồi đấy. Ngoài ra còn rất nhiều các sản phẩm như vang lọc lén lưng, mic micro, đẩy công suất các loại thì các bác có nhu cầu trả góp nói chung thì có thể các bác có thể đến cửa hàng trả góp. Đối với các bác trả góp tại cửa hàng thì mang theo chứng minh thư sổ khẩu, trả góp từ xa thì các bác anh em cũng phải có thẻ tín dụng tiêu dùng nhé. Đèn mẫu vang mới này có revert vang cơ các bác nhé. Vang cơ có revert, chất âm rất là hay. Đấy. PSSV20, đây là nhập khẩu chính hãng. Con này sử dụng đèn nháy khắc riêng biệt các bác nhé. Một video ngắn gọn em ghi hình trong buổi chiều hôm nay và cũng là cái kỷ niệm dành cho các bác khách hàng, và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.